do. Người cương quyết chống cộng, bài phòng kiến bóc lột, diệt thực dân đang ra theo tàn con. Bao công lao hôn sông núi đi một đời, gương hy sinh ngàn muôn kiếp không hề phai. Toàn dân quyết kết toàn, cùng chung sức với người, để độc tâm xây đắp cho ngày mai. Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm. Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống, xin thượng đế ban phước lành cho người. Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống. Người mau đào đường bao, đại chúng
người không dân luôn vững về tâm chính hùng trang quyết chiến đấu làm cho có lời bàn tiếng người Việt Nam cho đến muôn đời con sẽ mau yên thành suối đầu công sơn mau làm cho vơi vơi hoàn thành tan phá về hòa mai sau xứng danh Việt Nam còn thật đẹp hơn. Chào cờ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đem xuống. Xuống. Lễ chào cờ Hoa Kỳ. American National Anthem. Xuống chào. Bắt. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes in bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. That our flag was still there. Oh, see, does that star-spangled banner yet wave o'er the land? Chấm dứt. Đem xuống. Xuống. Sau đây là một phút mặc niệm. A moment of silence. Một phút mặc niệm để chúng ta cùng đốt nén hương lòng tưởng niệm và tạ ơn tiền nhân đã dày công dựng nước. Một dải giang sơn gấm vóc từ hải Nam Quan đến mũi Cà Mau để tưởng niệm các anh hùng liệt nữ đã hy sinh để bảo toàn lãnh thổ, để tưởng niệm và ghi ơn vị nguyên thủ quốc gia cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã khai sáng nền dân chủ Cộng hòa cho Việt Nam, và các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng như đồng minh và đồng bào đã bỏ mình để bảo vệ đất nước trước hiểm họa xâm lăng của Cộng sản. A moment of silence to remember to those who fought and sacrificed for the freedom. Súng mặc niệm, bắt! Chấm dứt. Đem xuống. Xuống. Bế quân hiệu.
Liên quân, chào tay, chào. Toàn quốc quân kỳ rời vị trí. Được. Bước. 1, 2, 3. Và thưa quý vị, tới lúc này là cái lúc chúng tôi xin giới thiệu cái người mà quan trọng nhất hay là gì của buổi sinh hoạt ngày hôm nay, đó là vị chủ tọa của buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vị chủ tọa của buổi lễ ngày hôm nay cấp bậc đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông nhập ngũ năm 1954, xuất thân từ khoa 5 trường võ khoa Thủ Đức, phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến. Ông từng là phụ tá chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Việt Nam. Ông cũng là tham mưu trưởng của biệt khu thủ đô và chức vụ cuối cùng trước ngày 30/4/75 là chỉ huy trưởng đặc khu Rừng Sát. Ladies and gentlemen, the presiding officer today is an ex-colonel of the Army and Armed Forces. He graduated from the Military Academy of Võ Khoa Thủ Đức 1955. I haven't been born yet. Served in the Marine Corps. Through time, he held the position as Assistant Commander of the Vietnam Military Academy in Da Lat, Chief of Staff of Special Region Thủ Đô, and the last position is Commander of the Special Region Rừng Sát. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị, ladies and gentlemen, put your hands together and welcome the presiding officer, Colonel Cổ Tấn Thinh Châu. Và tiếp theo đây là lời chào mừng của trưởng ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng kính mời trưởng ban tổ chức là anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và một khuôn mặt cũng rất quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua. Và anh cũng là người đang ứng cử chức vụ giám đốc sở vệ sinh của thành phố Westminster. Kính thưa quý vị trưởng thượng, quý vị dân cử, quý quan khách, quý cô chú, bác, quý đồng hương và cùng các bạn trẻ. Đại diện ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý vị quan khách hôm nay. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ mãi câu nói bất hủ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm: nếu tôi tiến, các ông hãy tiến theo tôi. Nếu tôi lui, các ông hãy giết tôi. Và nếu tôi chết, các ông hãy theo gương tôi. Những câu nói lịch sử này không chỉ mang lại những ý nghĩa sâu sắc đối với các chiến sĩ của ông trong giai đoạn đó, nhưng đồng thời là những lời nhắc nhở, mời gọi cho những người trẻ chúng tôi ngày nay. Tinh thần bất khuất của chiến sĩ Ngô Đình Diệm, một lòng vì nước, vì dân, đã phải hy sinh tính mạng cho tổ quốc dân tộc. Người trẻ chúng tôi không chỉ theo gương, nhưng sẽ nối chí tinh thần Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để cùng tưởng nhớ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hai bào đệ của ông là ông Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Cẩn. Năm vị tướng đã tuấn tiết sau ngày 30 tháng 4, tướng Trần Văn Hai, tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Phạm Văn Phú, tướng Lê Nguyên Vĩ, tướng Lê Văn Hưng và hàng trăm ngàn chiến sĩ dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Và hơn hết, chúng ta vinh danh và tuyên xưng chính nghĩa của người quốc gia trong cộng cương quyết bảo vệ chủ quyền cho Tổ quốc. Tổng thống Ngô Đình Diệm biểu tượng xứng đáng của người quốc gia. Đời sống cá nhân của Ngài, thành quả sự nghiệp của Ngài nói lên một sự thật rõ ràng và hiển nhiên: chính nghĩa quốc gia
là con đường đúng đắn nhất. Chính nghĩa quốc gia đã và có thể mang lại hạnh phúc, độc lập cho dân tộc Việt Nam. Con đường xây dựng một xã hội dựa trên sự nhân ái, liêm khiết và vị tha là con đường đưa xã hội Việt Nam đến ấm no hạnh phúc. Tôi cũng nhắc lại, trong thời gian ngắn lãnh đạo đất nước, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hiện được việc mà cả thế giới cho là một phép lạ, định cư 1 triệu đồng bào di cư từ miền Bắc. Cùng một lúc, Tổng thống được sự chung sức đồng lao đồng khổ của đồng bào xây dựng một xã hội an bình, ấm no, nhân bản, lấy sự tôn trọng nhân vị con người là nguyên tắc căn bản. Ngày nay, thưa quý vị, chúng ta thấy gì trên quê hương Việt Nam? Nhân phẩm con người bị chà đạp, đồng bào Việt Nam sống trong cảnh lo sợ, bị đánh đập một cách vô cớ bởi bọn ác tâm cộng sản vô thần. Chí sĩ Ngô Đình Diệm đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngài nhìn xa, hiểu rộng, tiên đoán được thời cuộc có thể xảy đến. Ngài không sợ cái chết và sẵn sàng đối diện với tử thần nếu Tổ quốc bị lâm nguy. Có nhiều người trong chúng ta đã ví cố Tổng thống như một vị tiên tri thời đại. Lời tuyên bố của ông thời đó mà nay là sự việc xảy ra lại cận kề. Ông tuyên bố, nếu bọn Việt Cộng thắng thì quốc gia Việt Nam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa Cộng sản. Hơn nữa, toàn dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Kính thưa quý vị, ngày nay hiểm họa mất nước đã gần kề. Nhà cầm quyền cộng sản đã dâng biển và nhu nhược trước sự xâm lăng của Trung Cộng. Chúng ta, đồng bào hải ngoại và đồng bào quốc nội, không thể đứng nhìn một đảng phái cầm quyền sẽ hủy hoại công trình dựng nước, giữ nước của cha ông chúng ta. Kính thưa quý vị, trong thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, kinh tế Việt Nam Cộng Hòa ở mức độ cao hơn Nam Hàn. Khi nhìn vào sự tiến bộ của Nam Hàn, ngày nay chúng ta sẽ không khỏi xót xa cho số mệnh nước Việt Nam và thèm cảm mến và biết ơn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và vì thế, công đức của Ngài không giới mực nào kể xiết, gương hy sinh của Ngài luôn sáng ngời trong tim mỗi người hiện diện ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện của quý vị và xin quý vị tha thứ cho nếu có những thiếu sót. Và hãy nói với Ngài, chúng ta cương quyết tranh đấu cho một quốc gia Việt Nam tự do, phú cường và độc lập. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Dear elected officials, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are gathered here today in memory of President Ngô Đình Diệm, the first president of the Republic of Vietnam. Together with our military and civilian compatriots, we have sacrificed their lives for the cause of freedom. With intellect, integrity, and courage, President Diem led the Republic of Vietnam two periods of harsh difficulties. During the first few months of his administration, he and his compatriot were faced with an impossible task, the settling of millions of refugees from North Vietnam. Through their tireless efforts, the South Vietnamese people, under the leadership of President Diem, executed and resolved the impossible task of assisting a million of refugees to settle down and to have a place to call their own. Together, within 3 years, they built a safe, humane, and prosperous society.
President Eisenhower once said, "He is a miracle man." Today, we proudly proclaim President Ngô Đình Diệm as our leader. He and the people of South Vietnam has proved that we can defeat the communism, where we can all strive to build a society where freedom and human dignity are respected. Let us follow his example, resolve to continue our fight for a proper, humanly and free Vietnam. Thank you very much for coming. Your friendship and your support is great. Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Chí, trưởng ban tổ chức cho buổi lễ ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Mạnh Chí đã có một bài diễn văn rất là hay, rất là hào hùng. Bằng chứng là quý vị đồng hương và quý vị khán khách đã ngừng ông ấy để một vỗ tay nhiều lần. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu vị chủ tọa buổi lễ ngày hôm nay. Next will be the speech of the presiding officer. Xin kính mời Đại tá Cổ Tuấn Tinh Châu. Ladies and gentlemen, Colonel Cổ Tấn Tinh Châu. Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý đại trưởng, kính thưa quý chiến hữu và anh chị em. Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2016, chúng ta đã quy tụ về đây để làm lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến người, đồng thời cũng cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào vị quốc trong thân hy sinh vì chính nghĩa quốc gia. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã thành lập nền đệ nhất Cộng hòa và là vị Tổng thống đầu tiên của miền Nam Việt Nam, ngăn chặn được làn sóng xâm lăng của Cộng sản miền Bắc, giành lại toàn vẹn chủ quyền quốc gia khi tuyên bố rút ra khỏi Liên Hiệp Pháp. Nền Cộng hòa thể chế tự do dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã đến với dân tộc chúng ta ngày 26 tháng 10 năm 1955. Từ đó, quốc gia Việt Nam trở thành quốc gia Việt Nam Cộng hòa với đầy đủ tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Dù trong hoàn cảnh đất nước gặp bao nhiêu khó khăn mà vẫn tạo được 9 năm an bình, đi vào một thời kỳ thịnh vượng. Chúng ta đến đây không phải để vinh danh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng ta đến đây để ngưỡng mộ tinh thần người. Chúng ta không than phiền vì những thị phi mà một số người đã dành cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng ta cũng chẳng hề phê phán về những ý kiến của những người đã ân cần. Chúng ta không ca tụng hay tân bốc cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà chúng ta đang nói lên sự thật về một người lãnh đạo của miền Nam Việt Nam, đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tinh thần Ngô Đình Diệm được thể hiện qua những sự kiện lịch sử mà cá nhân Tổng thống Ngô Đình Diệm đã chấp nhận mọi cam go do chính bản thân mình trong bối cảnh lịch sử vào những thời điểm và giai đoạn vô cùng đen tối. Đây là cơ hội chuyển giao cho thế hệ nối tiếp về tinh thần của chiến sĩ Ngô Đình Diệm, là người đã đưa miền Nam Việt Nam thoát khỏi cảnh đô hộ của thực dân Pháp và hiểm họa cộng sản do Hồ Chí Minh đem về. Nhiều sách vở và tài liệu
đã nói về cuộc đời chính trị và riêng tư của Tổng thống Ngô Đình Diệm, một lãnh tụ cương trực, khí khái, chống cộng cố hữu, cũng như bướng bỉnh với đế quốc bất luận Pháp, Tàu hay Mỹ. Tổng thống Ngô Đình Diệm là người công bằng, không thiên vị, đầy lòng vị tha, có một đời sống đạo đức, đó là tinh thần độc lập và dân bản với tinh thần đoàn kết, là những yếu tố cần thiết để tạo nên một sức mạnh diệt nội thù và đuổi ngoại xâm. Cách đây hơn nửa thế kỷ, chế độ Cộng hòa đã được khai sinh cùng các quốc sách được ban hành như khu trù mật và áp chiến lược. Đây quả là một đối sách đúng đắn và vô cùng lợi hại của chính quyền lúc bấy giờ. Quốc sách áp chiến lược được thực hiện rất hiệu quả, tách rời du kích cộng sản ra khỏi dân chúng nông thôn. Du kích quân và hạ tầng cơ sở của chúng gần như không còn chốn du thân. Cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải lựa chọn. Một là ra hội trách, hai là bị tiêu diệt. Về người nông dân, còn có chương trình người cày có ruộng, là một cuộc cách mạng xã hội thay đổi tận gốc rễ nông thôn miền Nam. Chương trình được thực hiện trong ôn hòa, dựa trên tinh thần tôn luật pháp, hòa giải hòa hợp xã hội, một mặt tôn trọng quyền lợi của chủ đất, khôi phục và bảo vệ tư hữu đất đai, mặt khác giúp toàn thể nông dân có ruộng cày. Tháng 4 1957, Tổng thống Ngô Đình Diệm cho thành lập quốc gia nông tích cực, cho nông dân vay tiền một cách dễ dàng, nhẹ lãi, không đòi thế chấp hay người bảo lãnh. Tổng thống Diệm luôn luôn ưu tư số phận của những con côi và quá phụ của tử sĩ. Tổng thống Diệm tìm cách giúp đỡ tinh thần và vật chất cho họ bằng cách cho xây cất hầu hết cho toàn quốc những trường quốc gia nghĩa tử. Con em chiến sĩ trận vong được vào học miễn phí, các học sinh xuất sắc được cấp học bổng du học ngoại quốc. Chỉ 2 năm sau, ngày nền đệ nhất Cộng hòa được thành lập, nhiều trường trung học và tiểu học đã được thành lập thêm. Số học sinh trung học đã tăng lên 40%, số học sinh tiểu học đã tăng lên 60%. Trong những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, chính quyền của ông đã gặt hái được những thành quả lớn lao. Nhiều bệnh viện đã mọc lên, nhiều đường bay đã được thiết kế. Đáng kể nhất là cải cách ruộng đất, và thành quả lớn nhất là xây dựng được một quân đội Việt Nam Cộng hòa hùng mạnh để bảo vệ đất nước. Năm 2013, lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm rất đặc biệt, mang ý nghĩa lớn lao. Thật cảm động với sự có mặt của tuổi trẻ Việt Nam tại nghĩa trang Lai Thiêu. Còn ở Nam Cali, khi nhìn thấy tràng hoa phúc điêu của Phật tử đã nói lên tinh thần đoàn kết của tôn giáo, thật là điều đáng quý. Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2015, tức ngày giỗ lần thứ 52 của Tổng thống đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm, có khoảng 200 người đến viếng mộ ông và gia đình ở nghĩa trang Lai Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương. Lần đầu tiên, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế làm lễ tưởng niệm có cả vòng hoa. Đông đảo người dân đến thắp nhang và viếng mộ có Tổng thống Ngô Đình Diệm. Các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa kính cẩn giơ tay chào có Tổng thống trong khói hương nghi ngút. Dân chúng Việt Nam thương tiếc cho một con người đầy đức độ, với lòng yêu nước mãnh liệt, cả đời kiên trì tranh thủ cho độc lập quốc gia, cho tự do dân tộc, cho hạnh phúc đồng bào. Có thể nói rằng, nếu không có sự gia chạm chủ quyền, nhất là nếu ông Diệm không xử sự như tổng thống của một quốc gia có chủ quyền, thì những vụ xáo trộn năm 1963 đã không xảy ra. Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm kéo theo một thảm trạng của miền Nam. Cuối cùng,
chỉ vì muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia nên bất đồng với người Mỹ. Dân tộc Việt Nam luôn ngẩng cao đầu hãnh diện, có một vị lãnh đạo không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước ngoại bang, dù đó là người Pháp, người Tàu hay người Mỹ. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã xây dựng được một nước Việt Nam Cộng Hòa tự do dân chủ, thanh bình ấm no cho người dân tại miền Nam, mà một thời đã được thế giới công nhận là hòn ngọc Viễn Đông. Các tài liệu lịch sử ghi lại, bên cạnh quốc sách chống cộng mạnh mẽ, xây dựng đất nước phồn thịnh, dù thương hay ghét, chúng ta đều phải công nhận rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người yêu nước, một vị lãnh đạo đức độ, vì dân, vì nước, quyết không cúi đầu để thuộc ngoại bang. Đó là một quốc gia đồng minh, người rất xứng đáng cho chúng ta kính nhớ và tri ân. Đối với những thế hệ mai sau, cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm vì kẻ thù cộng sản và đồng minh đều xem như là một mối đe dọa cần thiết phải triệt hạ. Đó là một bài học quý giá về kinh nghiệm chống đế quốc của thân phận của một nước dược tiểu. Xin cảm ơn sự lắng nghe quý vị. Ladies and gentlemen, the guests that do not speak Vietnamese, I hope that the person sit next to you will summarize his speech for you. I didn't have it in hand beforehand, so I can't do the summarize for you. But he just praised our passed-away president that bring the democratic and the republic to the people of Vietnam, the first time in the country. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin nhường lời cho cô Minh Phượng. Cảm ơn anh Cuông. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tiết mục kế tiếp, chúng tôi xin có ban tổ chức đã đưa cho chúng tôi danh sách cập nhật các quan khách có mặt trong ngày hôm nay. Đó là sự hiện diện của bác sĩ Kim Ly Hồ, và cô cũng là ứng cử viên trong hội đồng thành phố Westminster sắp tới đây. Thưa quý vị, và cũng như về cơ quan truyền thông, chúng tôi xin được cập nhật có sự hiện diện một lần nữa của chị Như Hảo của đài phát thanh Mẹ Việt Nam. Và thưa quý vị, qua bài diễn văn của đại tá Cổ Tấn Tinh Châu, cá nhân của Minh Phượng nhìn thấy rõ hình ảnh của quý vị ngồi ở dưới khán đài. Ai cũng xúc động với tâm tình dành cho cố tổng thống của chúng ta. Và khi nhắc tới Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông, đó là tại miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, hình ảnh sau đây sẽ được dựng lại trên khán đài này trước khi chúng tôi tiếp nối với những tiết mục đặc biệt khác nữa, với phần trình diễn của ban tù ca Xuân Điềm. Khi quý vị nhìn những hình ảnh này, chúng ta nhớ tới về lịch sử của người Việt của chúng ta, một cuộc di cư lịch sử 62 năm trước đã đưa hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Và từ đó, một chính thể đệ nhất Cộng Hòa ra đời. Dù được 9 năm ngắn ngủi, nhưng nước Việt Nam của chúng ta đã trở thành hòn ngọc Viễn Đông, tỏa sáng khắp thế giới, khắp năm châu. Và thưa quý vị, hình ảnh này được các anh chị thành viên của ban tù ca Xuân Điềm sẽ dựng lại cho chúng ta, và rất có ý nghĩa trong chương trình đặc biệt lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm và các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong năm nay. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta đón tiếp màn nhạc cảnh về miền Nam.
với ban tù ca Xuân Điểm. Thu năm qua đoàn người đi xót xa, mang tâm tư hận sầu thương thiết tha. Hôm nay đi nghe tiếng sóng dạt dào, nghe tiếng gió nghẹn ngào, nhìn làn mây buồn trôi. Ôi quê hương giờ chìm trong khói sương, mây bao la gợi sầu ai viễn phương. Bên kia sông ai nỡ cắt đôi đường, rèo rặt môi u buồn, tìm đâu tình cố hương. Ra đi xa mái tranh thân yêu, xa bến sông cô liêu với hình dáng quê nghèo. Đêm nay ta lặng ngắm mây trôi, nhớ về phía xa xôi, hằn sâu dâng đầy vui. Thank you.